giảng cho các bạn bài số 6 lệnh toán học so sánh. Thì bài hôm trước mình đã dẫn với các bạn hết đến lệnh in rate, out rate. Tiếp tục đến bài hôm nay mình dạy các bạn với lệnh các lệnh toán học trong POC bài 1200. Trong các lệnh toán học, các bạn nhìn ra góc bên trái mắt function, chúng ta sẽ có lệnh calculate là gì? Calculate là một máy tính, chúng ta có thể nhập các lệnh cộng trừ nhân chia hoặc làm tròn ở trong calculate này, và hầu hết mình thường dùng calculate rất là nhiều thay cho các lệnh cộng trừ nhân chia, lệnh mod, lệnh chia lấy phần dư, lệnh lép, lệnh NEG này là lệnh chuyển đổi từ dương sang âm, lệnh in cộng if cộng lên 1 và trừ đi 1 là hai lệnh này. Còn lệnh ABS là chuyển từ âm sang dương. Còn lệnh min, max và limit là gì? Min thì sẽ so sánh trong, mình sẽ nói cụ thể từng lệnh một trong bài giảng của mình. Đầu tiên chúng ta đến với lệnh đầu tiên là lệnh cộng. Đối với lệnh cộng, chúng ta sẽ có in 1, in 2, hoặc các bạn có thể tạo ra rất nhiều đầu in. Mình tạo thoải mái rất nhiều đầu in để khi chúng ta cấp một sung lên 1 cho lệnh add thì tất cả các in sẽ cộng lại với nhau ra giá trị out. Chúng ta có thể cộng hàng số hoặc cộng các giá trị kiểu theo kiểu dữ liệu. Chúng ta tùy chọn, có thể là in, tin, real, long real, unsigned in, vân vân trong đây. Đầu tiên mình sẽ cộng với hệ nguyên đi. Đó là hệ in. Mình cho một tác động mà 0.0. In 1 MW 10 in. In 2 MW 12 in 3 MW 14. Chúng ta có thể delete các cái in mình mở rộng ra nếu cảm thấy nó thừa, hoặc tạo mới lên nếu nó thiếu. Cộng lại, tổng lại cho vào MW 100. Các bạn nói từ nhìn cho POC. Ban nãy mình đã cắt ngắt kết nối POC, bây giờ chúng ta phải kết nối lại POC. Trong quá trình các bạn nói dữ liệu, nó cũng có thể tự kết nối hoặc kết nối theo cách khác. Chúng ta kết nối thiết bị tìm kiếm. Đó, đã thấy một thiết bị POC. Sau sau khi đã kết nối được với POC, chúng ta sẽ nói thân trình xuống cho POC.
Nói chương trình. Các bạn bật chế độ giám sát. Đó, tất cả là không. Mình sẽ modify các giá trị này lên. Ví dụ MW10 5 MW12 10 MW14 20. Vậy khi chúng ta chưa tác động vào ADD thì giá trị chưa được cộng. Chúng ta tác động vào ADD. Đó. Out sẽ bằng in 1 cộng in 2 cộng in 3. Để tìm hiểu rõ hơn các bạn bấm F1. Kích vào khối bấm F1. Phần help sẽ hiện ra. Đây. Tiếp theo, bây giờ mình thay đổi kiểu cộng. Mình sẽ thay đổi kiểu cộng sang kiểu cộng số thực đi. Kiểu real. Tất nhiên các số này nó sẽ báo cảnh báo vì mình đang để kiểu in. Chúng ta sang với MD. MD 20. Kiểu real. MD 24. MD 28. MD 102. Các bạn lưu ý vì sao lại là MW10, MW12 và MW14 và bây giờ lại là MD 20, 24, 28 và 102 thì MW bao gồm là kiểu in, kiểu dữ liệu in hoặc word bao gồm 2 byte hay là 16 bit thì một M một MB 1 là một byte. Một byte thì sẽ bao gồm ví dụ MB1 thì sẽ từ M1.0 đến M1.7. Chúng ta sẽ có 8 bit. Và MB2 thì sẽ là M từ M2.0 đến M2.7. Chúng ta cũng sẽ có 8 bit. Vậy ứng với MW10, MW10 bằng 16 bit. Tương ứng với M10.0 đến M11.7. Vậy MW10 sẽ chiếm hết giá trị của MB10 hay M10.0 đến hết MB11 hay là M11. Đến từ 11.0 đến 11.7. Mình giải thích chỗ này hơi khó hiểu. Đối với MD, MD thì sẽ bao gồm 4 byte, có nghĩa là gấp 2 lần MW. Để các bạn không bị trùng lặp giá trị với nhau thì các bạn hãy tìm hiểu rõ phần này. Mình loát chương trình xuống cho VLC. Tất cả giá trị đang là không. Mình bỏ tác động ADD. Đặt modify các giá trị. Đây là kiểu thực, sẽ là kiểu số thập phân. Nhật 12.20
Tiếp theo 13.6. Tiếp theo 15.8. Đang là 15.8, à 25.8. 25.8 cộng 4.2 sẽ bằng 30. Chúng ta tác động adenine lên 1. Đó. Đây là phép cộng số thực. Đối với phép trừ thì sao? Chúng ta chuyển sang lệnh sub. Phép trừ thì chúng ta không thể tạo thêm các đầu in, bởi vì chúng ta chỉ có số trừ và số bị trừ. Mình sẽ trừ theo kiểu thực. Chúng ta nói chương trình dùng cho BOC. Mình ngắt tác động vào lệnh sắp. Mình nhập là 5.0. Mình nhập MD20 là 5.0. Trừ đi MD24. Mình trừ đi 3.0. Tác động. Đó. Lệnh sắp thì chúng ta không thể, lệnh trừ hay nói các lệnh trừ, chúng ta không thể tạo thêm các đầu in, chỉ có số trừ và số bị trừ và out. Đó là lệnh trừ. Tiếp đó là lệnh nhân, lệnh chia, lệnh nhân mu. Chúng ta cũng có thể thoải mái tạo tất cả các in, đầu in vào nếu các bạn cảm thấy mà các bạn nó thiếu. Còn đối với lệnh chia thì chúng ta cũng sẽ có số chia và số bị chia, nên mặc định chỉ có hai cái, đó là các lệnh cộng trừ, nhân, chia. Tiếp theo lệnh mình muốn giới thiệu đến các bạn là lệnh mu mod. Lệnh này là lệnh chia lấy phần dư. Ví dụ ở đây mình đặt mv kép 10, dưới này là mv kép 12, output ra mv kép 14. Nó nói tôi nhìn cho BOC. Đó, đây là lệnh chia lấy phần dư. Mình thay đổi giá trị mv kép 12 là 3, giá trị mv kép 10 là 5. Chúng ta sẽ thấy phép chia 5 chia 3 dư 2. Hay mình đổi là 7, 7 chia 3 dư 1. Đó, thì giá trị out sẽ là giá trị phần dư. Tiếp theo chúng ta đến với lệnh chuyển đổi từ dương thành âm. Đối với lệnh này, chúng ta cũng cắt kiểu dữ liệu in, d in, real, s in và long real. Khi lệnh được tác động thì in sẽ bằng out sẽ bằng trừ in. Nhưng nó chỉ được trả về giá trị âm, không thể giá trị dương được. Ví dụ mv kép 100 sang mv kép 10. Nó là gì cho BOC? Chúng ta tác động. Đó, trừ 35. Hoặc ở đây mình đặt là trừ 10. Mình xin lỗi, nó sẽ đổi dấu. Có nghĩa lệnh này sẽ nhân với trừ 1
Nếu là trừ 10 nó sẽ sang 10. Và nếu là số dương nó sẽ thành số âm. Nhân với trừ 1. Đó. Lệnh đếm cộng 1. Đối với lệnh này, các bạn cần dùng cho mình xung cạnh nên. M0.1 là chỉ vào MW10. Vì sao đối với lệnh này chúng ta cần dùng xung cạnh nên? Vì cứ mỗi chu kỳ xung của POC, lệnh này sẽ tác động một lần. Mà chu kỳ xung của POC thì rất nhanh. Nên vì vậy chúng ta cần bắt lệnh xung cạnh nên. Trong quá trình các bạn bật nút ở đây, mình đặt là M0.0 thì POC đã chạy được rất là rất nhiều chu kỳ, nên nó sẽ nhảy rất là nhiều số, rất là loạn. Ở đây chúng ta cần bắt xung cạnh nên để lấy từng vị trí 1, cộng 1, cộng 1 tác động. Đây, chúng ta tác động modify 1 đó, mỗi lần tác động nó sẽ lên 1. Nhưng nếu các bạn không để xung cạnh lên hoặc xung cạnh xuống ở đây, chúng ta chỉ đơn thuần là một nút bấm và một tác động thường mở, thì giá trị cộng của nó lên rất là nhanh, vì chu kỳ xung của POC rất là nhanh. Đó, các bạn có thấy rất là loạn. Đó. Tiếp theo chúng ta đến với lệnh trừ 1. Lệnh này cũng sẽ tương tự với lệnh cộng. Và chúng ta vẫn sẽ phải sử dụng lệnh bắt sườn lên hoặc sườn xuống. Như bài trước mình đã dạy. Về lệnh bắt sườn lên, sườn xuống. Mình đặt MW12. Lót chương trình. Nếu các bạn không để xung sườn lên xung sườn xuống ở đây thì lệnh này sẽ trừ rất là nhiều, bởi vì chu kỳ xung của nó rất là nhanh. Đó. Vì vậy khi chúng ta bắt xung sườn lên ở đây 0.1, cứ mỗi lần tác động bộ đếm sẽ trừ đi 1. Mục đích ứng dụng của các phép cộng trừ nhân chia này, các bạn có thể ứng dụng vào các hàm, các cái tính toán cộng trừ nhân chia kết hợp với lệnh so sánh để tạo ra những hướng bài toán rất đúng. Mỗi lần chúng ta đến với trừ 1, mình mua lại giá trị cho nó bằng 0. Đó. Hay mình modify cho các bạn xem. 0. 1. Đó. 0. 1. Tiếp theo chúng ta đến với lệnh min. Lệnh min là lệnh tìm kiếm giá trị nhỏ nhất. Các bạn có thể tự do tạo các lệnh đầu in vào. Ví dụ ở đây là MW10, MW12, MW14, MW16, MW18 và ra MW100. Thì trong tất cả các giá trị in này, giá trị in nào nhỏ nhất sẽ là giá trị out. Bọn nó tình tình xuống cho BOC.
Trong dãy từ in 1 đến in 5, giá trị trừ 7 sẽ là nhỏ nhất. Đầu ao sẽ bằng trừ 7. Tìm kiếm giá trị nhỏ nhất. Ngược lại với nó là lệnh mắc. Đối với lệnh mắc thì tất cả các giá trị in, giá trị lớn nhất sẽ là giá trị out. Kép 10. Mắt thì cho BOC. Với khối min chúng ta sẽ tìm giá trị nhỏ nhất và với khối max chúng ta sẽ tìm giá trị lớn nhất. Đối với lệnh limit, lệnh limit là lệnh giới hạn thì giá trị in sẽ bắt buộc nằm trong khoảng từ min đến max, và nếu giá trị in nằm ngoài giá trị min và max, ví dụ giá trị min và max mình đặt là 100 là min, max là 1.000, giá trị in mv kép 202, out mv kép 204, kiểu in để chắc chắn các bạn vào chỉnh sửa lại kiểu in cho mình. Nó là gì cho BOC? Đối với lệnh giới hạn thì giá trị in, nếu giá trị in nằm ngoài khoảng từ min đến max và giá trị in nhỏ hơn giá trị min thì giá trị out sẽ bằng giá trị min. Còn nếu giá trị in lớn hơn giá trị max thì giá trị out sẽ bằng giá trị max. Bật chế độ giám sát. Đó, giá trị in của mình đang là 0 mà min của mình là 100 và max là 1.000 thì giá trị out của mình sẽ bằng giá trị min. Mình đặt giá trị in 2.000. Đó, thì lớn hơn giá trị max thì giá trị out sẽ bằng giá trị max là 1.000. Chúng ta đặt đang nằm trong khoảng của giá trị min đến max đi. Khi đặt nằm trong khoảng từ min đến max thì giá trị in sẽ bằng giá trị out. Đó là về lệnh limit. Còn các lệnh toán học bên dưới, ví dụ lệnh mũ 2, căn bậc 2 hoặc các lệnh sin cos tan, các bạn có thể tìm hiểu thêm bài giảng của mình về lệnh toán học. Đến đây là kết thúc.